Những ngày này, các cấp, các ngành cùng người dân cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đang căng mình chống dịch Covid-19. Nhiều người dân, tiểu thương tại thủ đô thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế ra đường, tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh sản xuất, thực hiện cách ly xã hội. Theo ghi nhận của phóng viên Chất lượng và Cuộc sống tại trục đường láng ven sông Tô Lịch mới cải tạo, trong chiều mùng 6 tháng 4 có khá đông người dân tập thể dục chạy bộ dù không được trong các trường hợp được ra ngoài. Bất chấp lệnh cấm của thành phố Hà Nội, nhiều người dân vẫn đổ xô ra ngoài chạy bộ tập thể dục. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu trở về nhà để phòng chống dịch Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng, nhiều người đã không tự giác chấp hành. Theo ghi nhận, có rất nhiều người đi tập không đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, việc lây nhiễm dịch bệnh có thể xảy ra từ các dụng cụ lắp đặt sẵn trên công viên hoặc khuôn viên bên hồ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc chống dịch Covid-19, toàn dân phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, có tập trung đông người, nhưng nhiều người vẫn chưa thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Việc tập luyện thể thao là rất cần thiết để duy trì và tăng cường sức khỏe trong mùa dịch Covid-19. Tuy nhiên, người dân tập thể dục cần đảm bảo có sức khỏe, nhưng quan trọng nhất không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Theo đó, chỉ thị yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường bảo vệ sức khỏe. Một số lưu ý để rèn luyện sức khỏe trong mùa dịch Covid-19. Trong trường hợp có người tập trung thì hãy đảm bảo người đó không có triệu chứng bệnh, không tiếp xúc với người bệnh hay đi từ vùng dịch về, giữ khoảng cách an toàn trên 2 mét để phòng tránh lây nhiễm,